và chúng ta bây giờ đã bước vào tháng 10 đã 5 ngày rồi thì hôm qua thùng cũng đã hỏi các bạn trên những mạng xã hội là các bạn nghĩ tháng 10 này đó sẽ là một tháng tăng trưởng pomtober hay là một tháng giảm dermtober. Các bạn nghĩ là kết quả ra sao? Thùng đã hỏi cái câu hỏi tương tự này ở trên những mạng xã hội và ở trên uh, YouTube thì kết quả đều giống nhau hết. Các bạn thấy được là 60% ở trên Telegram nghĩ là tháng này sẽ là một tháng tăng trưởng, còn uh, ở trên YouTube thì cũng tương tự gần như 60% nghĩ là đây là một tháng sẽ kết thúc là một màu xanh và ở trên Twitter cũng không ngoại lệ kết quả cũng tương tự là khoảng 63% bạn nghĩ là như vậy thì nói chung cộng đồng thuần khác video ít ra nghĩ tháng này là một tháng sẽ lạc quan hơn cho thị trường các bạn nghĩ sao các bạn comment ở bên dưới và có một số bạn hỏi thuận về tình hình liên quan đến cái số lượng Bitcoin đang có lời hiện tại dựa theo Classno đã bây giờ tới đâu rồi à, thì để hướng zoom vào để các bạn thấy rõ hơn thì hiện bây giờ đó ở mức giá hiện tại thì phần trăm mà có lời đó là 58.067%. Một phần trăm cũng rất là thấp và các bạn thấy được là đã có nhiều đợt sau khi mà lần đầu tiên trong một thời gian dài đó cái đường màu cam này đi vào cái dùng màu xanh lá cây bên dưới có nghĩa là dưới 50 phần đó thì chúng ta thấy được là đó là ngày 6 tháng 9 sau đó chúng ta thấy được là có nhiều đợt cái đường màu cam này đi trong cái dùng là màu xanh lá cây và tại sao điều này là quan trọng khi bạn zoom ra các bạn thấy được là những lúc mà cái đường màu cam này đó đại diện cho cái số lượng bitcoin có lợi tính theo classno trên blockchain đó mà đi vào cái vùng màu xanh lá cây này đó chính là những cái lúc mà chúng ta à, thấy là nhìn lại giá cả lịch sử là những cái lúc mà tích lũy tốt à, tuy nhiên cái mà chúng ta thấy đây đó là khi mà đi vào cái dùng màu xanh lá cây này à, thì giá à, hoàn toàn có thể là tiếp tục xuống thêm như chúng ta nhìn thấy được là thời điểm à, gần đây nhất khi mà chúng ta có hiện tượng này đó là tháng 3 năm 2020 Để hình zoom vào các bạn thấy rõ hơn. Lúc mà dịch bệnh xuất hiện đó thì à, đường màu cam này đi vào cái vùng màu xanh lá cây. Và trong thời gian đó đó giá của BTC là 4.860 rồi sau đó giá cả đã có sự phục trở lại nhưng mà không phải lúc nào cũng gì đâu các bạn chúng ta hãy trở lại năm 2018-19 đi thì có một thời gian dài bắt đầu từ tháng 11 của năm 2018 mãi cho đến là tháng 3 của năm 2019 có nghĩa là gần như 4 tháng trời cái đường màu cam này đó phần lớn là nằm ở bên dưới cái đường màu xanh lá cây này và giá cả đó khi mà bắt đầu vào dùng màu xanh lá cây này đó là khoảng chừng 4 ngàn bốn và các bạn thì được tiếp tục đi xuống tới cái mức là còn có 3 ngàn hai mà thôi sau đó chúng ta mới thấy có cái sự hồi phục và trước đó nữa là chúng ta thấy được là cái thời điểm giá xuống à, của năm 2015 cũng dài tháng trời giá nằm trong cái vùng này và điều mà Thùng muốn chia sẻ ở đây đó là đây không phải cái dấu hiệu các bạn mua hay là bán đây chỉ là một cái tài liệu lịch sử để Thùng muốn chia sẻ với các bạn mà thôi và nếu như các bạn là một nhà đầu tư dài hạn đó thì lịch sử cho thấy được là mỗi lần mà cây đường màu cam này đi vào cái vùng màu xanh lá cây mặc dù là khả năng vẫn có là giá này xuống thêm nhưng mà nhìn nhiều lịch sử đó thì nếu như các bạn cứ tiếp tục tích lũy một thời gian dài đó là cái khả năng cao là giá sẽ hồi phục lại sau đó đương nhiên bản thân thuần thì nhìn vào thông tin này chỉ là một trong nhiều thông tin Thuận tham khảo mà thôi các bạn đã biết là thùng vẫn tiếp tục tích lũy ở những cái mức giá như là hiện bây giờ và đương nhiên đây chỉ là dữ liệu on-chain mà thôi Các bạn nên biết là chúng ta đang đối đầu với nhiều cái sự kiện liên quan đến kinh tế vĩ mô Và các bạn cứ nghĩ đi, các bạn có thể phân tích kỹ thuật nhiều cấp máy Các bạn có thể xem dữ liệu on-chain nhiều cấp máy Chỉ cần là các bạn thấy được là tháng 11 này hợp đột ngột phép muốn tăng lãi suất lên 1-2% Thì tất cả thị trường đều sẽ là màu đỏ mà thôi nhưng mà chúng ta cũng có một số những cái thông tin lạc quan hơn một số những hốc vọng tôi muốn chia sẻ với các bạn như là đây là tài liệu được chia sẻ bởi Crypto Coin thì đây là cái biểu đồ các bạn thấy được là cái đường màu đen trên màn hình đó chính là giá và cái đường mà màu cam trên màn hình đó tuy hiểu đơn giản đó là cái giá trung bình mua của những cái người mà có tiền những cái đơn vị đầu tư lớn thì đây là tài liệu trích ra từ Coinbase bởi crypto CryptoCoin cái dữ liệu này thì không có trực tiếp trên CryptoCoin đâu đây là dữ liệu được chia sẻ trên Twitter mà thôi thì các bạn đã thấy được đó là cái đường màu cam đại diện cho mỗi lần mà giá cả ra vào Coinbase đó, thì cứ cho đó là mỗi lần mà những cái công ty lớn, những tổ chức đầu tư họ thu mua BTC thì cái giá trung bình của họ đại diện là cái đường mà màu cam các bạn thấy trên bàn hình CryptoCoin thì nói là mỗi lần mà cái đường giá hiện tại tới gần hay là chạm vào cái đường màu cam đó chạm vào cái mức giá trung bình mà những công ty này mua đó trước đây đều là những cái dùng mà khiến cho giá cả đẩy ngược trở lên giá hồi phục từ đây và bây giờ chính là một trong những thời điểm đó có nghĩa là cái mức giá hiện bây giờ so với cái mức trung bình giá được mua và những thứ đầu tư đó là gần như bằng nhau dựa theo dữ liệu của crypto coin thì các bạn có thể nghĩ là đây là tốt hay là xấu tôi nhiên các bạn các bạn nghĩ là đây có thể là tốt tại vì giữa thời lịch sử đó thì mỗi lần như vậy thì những quỹ đầu tư họ có thể là mua thêm à, để thể tích lũy thêm BTC dài hạn thì giá cả tăng sau đó hay là các bạn nghĩ ngược lại đây là lúc mà những quỹ đầu tư đó họ chảy một hồi hộp tại vì à, mức giá bây giờ họ thấy về cái mức giá mà họ thu mua đó bằng nhau thì nếu như giá xuống nữa họ sẽ bị lỗ thì họ có thể cắt lỗ tùy theo các bạn nghĩ sao mà thôi. Thôi thì đương nhiên là nếu như sự lựa chọn giữa bi quan và lạc quan thì lúc là của sự lựa chọn lạc quan hơn nhưng mà chúng ta cũng có một cái dữ liệu à, coi như cũng tương tự nhưng mà được chia sẻ bởi Classno Dữ liệu này đó đo lường Bitcoin ra vào những cái sàn giao dịch đến từ những cái ví lớn Thì cũng tương tự chúng ta nhìn thấy được là trên màn hình đó, cái đường màu đen là, là giá Và bên dưới này đó có hai cái đường Cái đường màu đỏ chính là rời khỏi Và cái đường màu xanh có nghĩa là đi vào những cái sàn giao dịch Thì chúng ta thấy được là đây cái là cái đường mà đại diện cho giá trung bình của những cá voi à, thu mua giá là bao nhiêu thì à, chúng ta thấy được là cái đường giá trung bình này bây giờ mức là 15.800. đương nhiên đây là dựa theo dữ liệu on chain đưa ra cái giả thuyết là mỗi lần ra vào đó chính là cái mức mua và bán thì à, bây giờ đó, là, là mức là 15.800 có nghĩa là gì? Có nghĩa là dựa theo classical no đó thì à, khác với lại à, crypto khoan một chút. Crypto khoan nghĩ là cái mức giá bây giờ là bằng với cái mức trên tổ chức đầu tư thu mua rồi nhưng mà tiếp khoan nghĩ như vậy. Còn class no đó thì nghĩ là không, cái mức giá trung bình của những cái cá voi mua đó là mức 15.800 đô chứ không phải là mức giá hiện tại. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là bây giờ những cái cá voi đó thì họ vẫn đang có lợi một chút, chỉ khi nào mà giá xuống dưới 15.800 đô họ mới thực sự bị lỗ mà thôi dựa theo tài liệu của class no. Thì các bạn có suy nghĩ gì về những cái thông tin này các bạn comment ở bên dưới à, Chúng ta bây giờ chuyển qua nói tới một số những cái altcoin đi Thì đầu tiên hết chúng ta nói về Ethereum Thì có thông tin là Fidel thì công ty đầu tư rất lớn tại Hoa Kỳ mua Ethereum Nhưng mà thật ra họ mua chỉ có 5 triệu đô la mà thôi À, con số này rất là nhỏ so với lại à, những cái đợt mua bán trong thị trường này đến từ những tổ chức đầu tư. Nhưng mà cái mà các bạn thấy đây đó là công ty Fidel đi mua 5 triệu đô la Ethereum cho cái quỹ Ethereum Index Fund cho một khách hàng mà thôi, chỉ một khách hàng thôi. À, muốn mua Ethereum, họ đã mua với cái mức giá là 5 triệu đô la rồi. Và chúng ta có thể... À, thấy được đây tuy là một cái bước nhỏ, có thể là những tổ chức đầu tư lớn như là Fidelity đâu ngoài chỉ Bitcoin ra họ đã có cái sự lạc quan hơn về Altcoin, có thể là họ nghĩ thoáng hơn và muốn tích lũy thêm Ethereum. Chỉ là một khách hàng mua 5 triệu đô la tiền mà thôi cũng chưa nói là được gì, nhưng mà hy vọng đây cũng là một cái bước tiến tốt để cho những quý đầu tư họ có thể suy nghĩ thêm Ethereum vào trong danh đầu tư của họ. Tại vì phần lớn như quý đầu tư bây giờ đó họ chỉ muốn nắm giữ BTC mà thôi một phần đó là tại vì tính thanh khoản cao một phần đó là tại vì liên quan tới pháp lý các bạn thì được là nếu như mà nói tới pháp lý đó thì an toàn nhất bây giờ vẫn là bitcoin không có bị dòm ngó bởi SEC ban quản lý chứng khoán Hoa Kỳ nói tới SEC đây chúng ta có một thông tin thông tin này đó là liên quan đến cái vụ kiện giữa SEC và công ty Ripple thì sau nhiều cái đợt qua lại đó thì cuối cùng cái thẩm phán đó Analyst Torres đã đồng ý với lại thẩm phán Sarah Netburn cả hai người đều đồng ý là cái chứng từ liên quan đến tại sao mà giám đốc Hinman trước đây của SEC nói tìm và là chứng khoán đó thì phải được giao ra tại vì đó là mấu chốt của cái việc biện luận của công ty Ripple tại vì Ripple nói là nếu như mà SEC trước đây đã ra quyết định tìm và là chứng khoán thì đưa ra những cái lập luận tại sao, tại vì những lập luận đó uh, Ripple có thể sử dụng để chứng minh là XRP cũng không phải là chứng khoán như là SEC nói Và đương nhiên SEC đã không muốn giao ra giấy tờ này và họ đã nhiều lần trì hoãn Nhưng mà cuối cùng uh, cả hai thẩm phán liên quan đến vụ kiện này đều nói là SEC phải giao ra Nhưng mà nào mà không rành uh, thì đây là cái lời phát biểu đến từ giám đốc Hinman uh, năm 2018 Tại cái hội nghị Yahoo Thì các bạn thấy được trên màn hình đây chính là giám đốc Hinman Và thường có chia sẻ các clip này trên những nàng sòi với các bạn Khi các bạn xem clip này đã rất rõ ràng là đây là một cái hội nghị và giám đốc Hinman Đến đây đã đại diện cho SEC chứ không phải là đại diện cho cá nhân của giám đốc Hinman Và những lời nói, những cử chỉ đó đều cho thấy được là giám đốc Hinman Đang nói về SEC nghĩ gì, về TAOM chứ không có phải là đây là à, ở quán bar rồi hai người trò chuyện với nhau rồi giám đốc thì mình nói à, tôi nghĩ là tiêu không phải là chứng khoán không phải đâu các bạn đây là một cái hội nghị văn bản soạn sẵn và đương nhiên à, có thể là đã được duyệt bởi nhiều người SEC và dựa theo cái lịch trình hợp đó chúng ta chưa biết được là những cái cuộc họp đó là có những đề tài nào nói chi tiết nhưng mà chúng ta có thể thấy được là cái tên cuộc họp đó thì trong cái vụ kiện này đã có danh sách họp trong cái thời gian từ năm 2018 đến 2019 á thì trong cái khoảng thời gian đó đã có nhiều cuộc họp giữa SEC và nhiều người có tên tuổi trong người tiêu hiểm cho nên cái việc là giám đốc hình mình nghĩ tờ không phải là chứng khoán đó có thể là dựa theo những cuộc nói chuyện đó chứ không phải là ông ta suy nghĩ cá nhân mà ra cho nên bây giờ đó là bên uh, công ty Ripple đòi hỏi là SEC phải giao ra lập luận tại sao nghĩ Ethereum không phải là chứng khoán Và tôi nghĩ là SEC không muốn giao ra Tại vì khi mà giao ra đó có thể uh, cho thấy được là những cái lập luận đó đó hoàn toàn có thể được áp dụng Không chỉ riêng đối với lại Ripple mà nhiều những đồng khác Và sẽ chứng minh là những đồng đó cũng không phải là chứng khoán luôn Cho nên SEC không muốn giao ra Thì SEC đó không có lựa chọn nào khác một là họ giao ra còn hai đó là họ sẽ ra một cái quyết định mà tôi nghĩ là họ chưa có muốn ra bây giờ đó chính là đột ngột nói ethereum cũng là chứng khoán luôn cho nên lập luận xrp giống ethereum thì cũng không có liên quan đến cái vụ à, kiện này tại vì ethereum là chứng khoán nhưng mà để làm điều đó đó thì à, ảnh hưởng rất lớn tại vì các bạn đã biết là thứ nhất sec đã từng nói ether không phải chứng khoán bây giờ lại nói là chứng khoán thì nghĩa là sao à, thứ nhì nữa đó là nhiều những công ty đầu tư nhiều à, những cái à, sản phẩm đầu tư đó đã được gây dựng dựa theo cái lời phát biểu này của giám đốc hinman cũng như là CFTC đều coi ether và bitcoin là hàng hóa cho nên họ mới có hợp đồng tương lai giao dịch trên sàn cme tôi nghĩ là chúng ta sẽ sắp có hồi kết hy vọng là trước năm nay sẽ có cái hồi kết của cái vụ kiện này và thông tin lớn kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn liên quan đến crypto đó chính là cái luật mica ở châu âu thì đây là một cái luật mà chúng ta cũng đã nói tới nhiều lần rồi để thần tóm tắt để các bạn hiểu tại vì cái luật này cũng được nhiều người nói đến và cái luật này hiện bây giờ đó thì vẫn chưa có được thành luật đây là một cái dự luật mà thôi và đây là một cái khuôn khổ quản lý crypto ở châu âu thông tin mới nhất đó là cái khuôn khổ này đó đã được chấp nhận bởi châu âu nhưng mà vẫn phải được duyệt bởi nghi viên ở châu âu trước khi mà nó thành luật thì đây là một cái dự luật hiểu đơn giản đó là có 3 phần 9 theo thuần định như vậy có nhiều những cái phần khác nhưng mà có 3 phần 9 và cái phần mà nhiều người quan tâm tới nhất đó Chính là cái phần liên quan đến à, những cái ví. Thì trong cái dự luật này nói là nếu như mà thông qua như là cái dự luật hiện tại đó thì à, những cái công ty sản xuất ví giống như là chúng ta nói tới đi, là một ví dụ đi. Thì những người mà ở châu Âu đó thì có thể là khi mà họ tải những cái ví giống như là Metamask về thì khi mà họ tải cái ví về đó họ phải xác minh thân phần của họ. Nghĩa là họ phải cho biết danh tính của họ là ai tên tuổi có thể là địa chỉ vân vân à, trước khi mà sử dụng cái ví đó thì đây là một cái điều mà có thể khiến cho nhiều người không có muốn sử dụng những cái ví crypto nữa tại vì có một số người họ muốn ẩn danh của họ và một số người họ không muốn giao tài liệu này cho những cái công ty ví nhưng mà nếu như mà thông qua đó thì cái luật này đòi hỏi đó là cần thiết tại vì sao tại vì họ muốn theo dõi xem coi là tiền đi từ ví nào tới ví nào và ví đó là thuộc về ai tại vì trên blockchain bây giờ các bạn có địa chỉ ví nhưng mà đâu biết ví đó thuộc về ai đâu cái lượng này là nhằm để quản lý cái việc đó để đương nhiên một phần là thuế một phần là chống lại những cái việc như là rửa tiền nhưng mà thằng nghĩ là phần lớn liên hoàn đến thuế là nhiều hơn để cho chống lại những người mà trốn thuế khi mà họ giao dịch có lời. Điều thứ nhì, à, cái dự luật này nói đến đó chính là những sàn giao dịch. thì nói chung những sàn giao dịch đó cần phải có xác à, minh thân phận thì phần lớn sàn nào cũng như vậy rồi. Thường không nghĩ là cái gì khác đâu. Nhưng mà thường nghĩ là một phần khác đó là khi mà tiền các bạn withdraw đó, gởi thổi cái ví thì hiện bây giờ đó các bạn withdraw thì các bạn đâu cần phải nói là chỉ ví là của ai đâu. Nhưng mà khi mà cái du luật này thành luật đó, thì có thể là nhiều sàn giao dịch ở à, hoạt động ở châu Âu đó thì họ cần phải à, có một cái chế độ là khi các bạn rút tiền đó thì à, đưa vào địa chỉ ví nào thì phải để là địa chỉ ví đó là của ai để đương nhiên họ có thể theo dõi cái sự di chuyển tiền bạc ở trên blockchain và điều thứ ba quan trọng tôi nghĩ là liên quan đến những cái đồng ổn định họ không có muốn những cái sự kiện như là theo UST lặp lại đương nhiên không ai muốn rồi nhưng mà cái mà họ muốn đó có thể là liên quan đến những cái công ty phát hành đồng ổn định đó, thì cần phải có những cái chế độ lưu trữ tiền như thế nào và tiền hỗ trợ ra phải lưu trữ ra sao và chỉ có thể đầu tư vào những cái mảng nào để lưu trữ có độ an toàn thì đây là ba điều lớn liên quan đến cái à, luật MICA này ở châu Âu thì bây giờ vẫn chưa có phải là luật như thường chia sẻ với các bạn à, đây chỉ là một dự luật mà thôi chờ đợi nghị viện của châu Âu nhưng mà dựa theo uh, Patrick Hanson ở trên Twitter thì uh, cho dù là thông qua đi nữa đó chúng ta cũng sẽ thấy được là À, những cái điều khoản liên quan đến đồng ổn định đó, cần phải được đảm bảo như thế nào có thể được áp dụng trong vòng 12 tháng hay là một năm nữa còn những cái à, luật khác trong cái dự luật này đó có thể là cần một năm rưỡi mới có thể à, áp dụng nhưng mà cái phần liên quan đến là những cái à, địa chỉ ví cần phải à, được à, kết nối với một cái danh à, tánh nào đó thì à, có thể là sẽ áp dụng ngay lập tức nói chung thì ngoại trừ việc đó ra thì phần lớn đó à, là quý 3 của năm 2024 sẽ được áp dụng nếu như mà cái dự luật này được thông qua thì nói chung đây cũng không phải là một cái thông tin gì ảnh hưởng trực tiếp đến giá đâu chỉ là làm cho một số người có thể là không đồng ý tại vì nhiều người thích sử dụng ví mà họ không thích kết nối cái danh tính của họ với địa chỉ ví đó và còn hai thông tin nữa tôi muốn chia sẻ với các bạn đầu tiên hết á, là thông tin liên quan tới swift thì swift là một trong những cái công nghệ di chuyển tin nhắn à, để mà gửi tiền xuyên quốc gia mà nhiều bạn có thể là đã sử dụng rồi thì các bạn đã biết là một trong những cái sự đe dọa đối của swift đó chính là tiền cửa được số tiền cửa được số có thể di chuyển xuyên quốc gia swift cũng có thể nhưng mà rất là hạn chế chậm và tốn phí rất là nhiều thì nhiều bạn có thể nói là không phải đâu thuận mình gửi tiền à, xuyên quốc gia rất là nhanh mà trong vòng một ngày hay là trong ngày đã nhận được rồi giống như các bạn gửi tiền từ Hoa Kỳ về Việt Nam đi nhưng mà các bạn nên hiểu cái các bạn gửi đó đó không phải là thông qua hệ thống Swift và cũng không phải là gửi tiền cái các bạn gửi đó đơn giản là các bạn nạp tiền vào đơn vị A đơn vị A đó đó có chi nhánh ở Việt Nam thì đơn vị B Việt Nam sẽ giao tiền trên căn bản đó tiền không có di chuyển chứ nó không có giống như các bạn nghĩ là gửi Swift nhưng mà nào mà muốn biết Swift hoạt động như thế nào đó thì các bạn một ngày nào đó cứ thử lên trên ngân hàng các bạn giống như là các bạn ở Hoa Kỳ đi các bạn lên ngân hàng Chase hay là ngân hàng Bank of America rồi các bạn chuyển tiền từ ngân hàng các bạn Trực tiếp về một ngân hàng ở Việt Nam thì các bạn mới thấy được là cái phí nó là bao nhiêu và tốn bao nhiêu thời gian sẽ tốn rất nhiều thời gian và phí nó sẽ rất là cao thậm chí các bạn có thể là bị chặt phí cả hai à, tại vì hệ thống Swift này hệ thống nó đã rất là cũ rồi và nó dựa theo hệ thống ngân hàng dựa theo tin nhắn chuyển qua chuyển lại cho nên việc là có crypto đã ảnh hưởng rất là lớn đối với lại cái thu nhập của Swift nhất là các bạn thấy được là những nước như là El Salvador đó thì bây giờ nhiều người cũng đã chuyển qua khi mà họ làm việc ở hoa kỳ đi họ gửi tiền và uh, salvador thì uh, họ sử dụng uh, line network cái phí rẻ hơn và nhanh hơn rất là nhiều thì bây giờ da swift muốn hỗ trợ nhiều những cái công ty để có thể uh, đưa ra một cái hệ thống cbdc có nghĩa là một hệ thống tiền cửa số của nhiều quốc gia và họ bây giờ đang làm việc với uh, rất nhiều những công ty như là công ty HSBC, chúng ta có Standard Charter chúng ta có UBS, Fargo chúng ta có những ngân hàng trung ương như là ngân hàng trung ương của nước Anh, uh, chúng ta có ngân hàng NatWest và nhiều những ngân hàng khác. Thì uh, bây giờ uh, họ muốn một phần của CBDC, tại vì nghĩ là tương lai họ chỉ có thể là trong phạm vi đó mà thôi. chứ còn bây giờ đó, đã có crypto rồi thì cái uh, nhu cầu di chuyển thông qua Swift. Đó, tôi nghĩ là cũng ngay càng giảm xuống đối với thuần này như vậy và thông tin cuối cùng là thông tin liên quan đến Coinbase thì như mà nào mà sống ở nước úc đó thì dựa theo thông tin thì Coinbase đã có thể hoạt động ở nước úc và trong thời gian về tháng tới đây đó thì Coinbase cũng sẽ có dịch vụ cho những cái tổ chức đầu tư tại nước úc thì đó là thông tin mới nhất của Coinbase nói chung Coinbase là một sàn rất là nổi tiếng ở Hoa Kỳ nhưng mà trong thời gian gần đây đã hầu như đã bị thụt lùi khá là nhiều khi mà chúng ta thấy được những sàn nổi tiếng hơn giống như các bạn thấy được là FTX, Binance bây giờ cũng đã hoạt động ở nhiều quốc gia rồi thì Coinbase cũng không phải là một cái sàn mà thuận thích sử dụng thường xuyên nữa tại vì cái phí cũng rất là cao và họ không có chấp nhận giống như những sàn khác đó là giảm phí giao dịch spot thành không phần trăm họ vẫn mua tính cái phí đó cho nên uh, Coinbase tôi nghĩ là càng ngày uh, càng mất đi cái uh, vị thế của mình, nhất là ở Hoa Kỳ. Và các bạn đã biết được cổ phiếu của Coinbase giảm như thế nào rồi, giảm tơi tả luôn từ đầu năm tới bây giờ. Vậy thì tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Kết thúc video này đó thì giá của BTC là 20.105 đô. Uh, à thuận cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video này. Khi mà có những thông tin uh, thuận sẽ cố gắng chia sẻ trên những mạng xã hội hay là làm một video ngắn để chia sẻ tiếp tục với các bạn. Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã theo dõi xem video ngày hôm nay. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng một thùng capital thì các bấm vào cái link bên dưới cái video này để mà tìm hiểu những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 20% khi mà tham gia vào những sàn như là Binance, Bybit, FTX và một số những dịch vụ khác như là các bạn nhìn thấy trên màn hình. Và Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn. Yo, yo, I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a